Phát biểu phiên bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, với quyết tâm đổi mới, tinh thần khẩn trương, tích cực cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm, từ xa, Quốc hội đã thống nhất rất cao về các nội dung, thời gian, chương trình cũng như cách thức tổ chức kỳ họp. Kỳ họp được tổ chức thành hai đợt, kết hợp giữa họp trực tuyến và họp tập trung. Đây là một kỳ họp được chủ động rút ngắn so với các kỳ họp cuối năm của Quốc hội những khóa gần đây, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng quy định. Thành công của kỳ họp lần này tiếp tục khẳng định những bước tiến quan trọng trong việc xây dựng một Quốc hội chủ động, trí tuệ, đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm. Một Quốc hội ngày càng dân chủ, công khai, minh bạch, gắn bó mật thiết với cử tri, nhân dân, đồng thời là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Về công tác phòng chống dịch, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Quốc hội yêu cầu các bộ ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, các nghị quyết của Quốc hội và điều hành của Chính phủ, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, không được để dịch bùng phát trở lại. Sớm khắc phục được những vấn đề chưa thống nhất, thiếu nhất quán trong chỉ đạo điều hành và triển khai thực hiện, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực cho công tác phòng chống dịch một cách công khai, minh bạch, ngăn ngừa và xử lý tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm trong công tác phòng chống dịch, đẩy mạnh việc xã hội hóa, kết hợp công tư trong công tác phòng chống dịch. Về phục hồi phát triển kinh tế xã hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Quốc hội đề nghị Chính phủ, các cấp, các ngành tập trung thực hiện có hiệu quả mục tiêu vừa phòng chống dịch COVID-19, thích ứng an toàn, linh hoạt, vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện quyết liệt chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội với các giải pháp cơ chế đột phá có trọng tâm, trọng điểm, khả thi, hiệu quả, chú trọng việc tạo động lực tăng trưởng mới phù hợp với xu thế phát triển của nền kinh tế thế giới hiện nay, sử dụng linh hoạt, phối hợp chặt chẽ các công cụ tiền tệ, tài khóa để giữ vững kinh tế vĩ mô, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, để các nghị quyết của Quốc hội đi vào cuộc sống, ngay sau kỳ họp này, Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, các cơ quan trong bộ máy nhà nước, từ Trung ương đến địa phương, các đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện tốt các luật, nghị quyết vừa được thông qua, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, chú trọng công tác giám sát, đánh giá để phát huy những mặt tích cực và khắc phục bất cập, hạn chế. Xin trân trọng cảm ơn.